Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án để nhận 500 cái token su tương đương với 20 đô la. Và để tham gia vào dự án này, mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả. Tiếp theo bấm chọn Start này. Rồi, Join Airdrop. Thì các dự án làm về chatbot thì nó đều tương tự như nhau nhé. Mọi người cứ lần lượt làm các nhiệm vụ là ok. Rồi, chọn Join Chat này. Rồi, quay trở lại, mọi người join tiếp vào kênh thứ hai. Rồi, mọi người sẽ chọn join ở đây nhé. Tiếp tục quay trở lại, sau đó thì sẽ follow Twitter và retweet. Ở đây mọi người chọn theo dõi. Rồi, sau đó thì sẽ like và retweet lại cái bài đăng này. Quay trở về này. Tiếp tục mọi người sẽ join vào Discord. Rồi, chọn chấp nhận này. Sau đó thì mọi người kéo sang phải, bấm chọn vào verify. Rồi, ở đây sẽ tích vào đôi giày này, like này, tích này. Rồi, sau đó quay trở về. Tiếp tục join vào Medium. Và trước khi join vào Medium thì mọi người sẽ bật VPN lên cho mình. Rồi mở Medium này. Rồi, sau đó chọn follow. Rồi, đăng nhập vào đấy nha. Ok, sau khi follow xong thì mọi người quay lại bot. Tiếp theo mọi người join vào kênh liên kết này. Và cuối cùng mọi người sẽ retweet cái bài đăng ở trong kênh liên kết. Rồi, ở đây thì mọi người sẽ tìm đến bài đăng. Rồi, chọn like và retweet. Like này, sau đó retweet này, quay trở về bot, kích chọn retweet. Rồi mọi người sẽ xác minh captcha nhé. Tiếp theo là gửi địa chỉ email. Rồi, sau đó sẽ gửi địa chỉ ví BEP 20. Rồi, tiếp theo mọi người gửi profiling của Twitter này, copy cái profiling này của nó. Và sau đó chỉnh sửa lại username. Rồi, tiếp theo nó gửi cái đường link retweet bài đăng nhé, quay lại Twitter. Rồi, mọi người quay trở lại và sau đó thì sẽ copy cái đường link này. Và quay trở về. Gửi vào. Rồi, chọn I have và join. Tiếp tục gửi username của Discord. Rồi, sau đó chọn I have và join. Và sau đó gửi profiling của Medium. Mọi người copy profiling này, chỉnh sửa lại username này. Rồi, chọn I have và join.
Tiếp tục I have a joy. Sau đó chọn Don. Chọn Main menu và kiểm tra thông tin. Rồi, dự án này nó sẽ phân phối vào ngày 30 tháng 9. Ok, như vậy mình đang dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.